thịt kho lên dĩa. Ok. Ủa nhưng mà rồi tự tử hoài luôn. Ok em đi. Ok. Do gương mặt em nhỏ, vẽ chị vẽ như vậy là nhỏ rồi đó. Có gì anh chịu trách nhiệm. Gần ai mà nằm xuống mà vẽ là cái như thua luôn. Đừng nhìn xuống mà theo cái phát dứt là cái như là mới mốt lần đầu hoài. Con đậu đen con bay cái vèo. Ui giời, gan đi đẻ luôn. Co cái chân lên nữa là bị gan luôn á. Mày đừng nói cho. Anh làm dở cho. Nghĩ sao dễ sợ. Nhìn giếng rồi. Chọn không? Có khô rồi, có khô rồi. Em đừng có thể ngừng mắt. Có khô rồi. Có khô rồi. Tưởng mũi sữa không. Phê không? Mà không biết. Mà không nhận. Chưa được đúng không? Chưa được không? Được. A few moments later. Mấy phút nữa xong chị? 5 phút nữa. Ok mấy bạn ơi, còn có khoảng 5-10 phút nữa thôi là thằng Mỹ Đen nó làm xong cái chân mày nha mấy bạn. Nhưng mà nó say là mồi, nghĩ sao mà nó rủ mình đi theo. Nó làm chân mày xong nó đẹp hơn mình sao. Hồi nãy giờ, Vi ngồi Vi chờ đợi, Vi suy nghĩ ra được một cái màn chơi. Bây giờ Vi sẽ xin nhanh với lại cái chuyện mà làm chân mày cho nó, bắt cầu kèo cho nó luôn. Để hắn coi, còn đẹp không? Thấy chân mày cũng đen đâu luôn. Thế nào nó cũng thấy cái chân mày xong nó là làng, nó khóc tiếng Hán luôn. Ok, bây giờ mình đi vô thôi. Mình xin nhanh với chị đó liền đúng thôi. Mình chỉ làm xong là mình không thể nào mình xin nhanh được nữa. Wow. Ui, chân mày đẹp đấy. Chân mày đẹp lắm nha. Thì không? Đẹp quá hả chị ha? Ừ, công nhận chị làm khéo tay ghê luôn á. Nhìn chân mày mê luôn á. Nhìn chân mày hút hồn luôn. Làm đẹp cho em á. Xấu em đi tự tử luôn. Có chân mày không mình tự tử. Ui, đẹp đấy. Chân mày vừa mới làm xong nè. Đẹp đấy, đẹp đấy. Mọi người khóc cười không? Thì đẹp nên là mới cười đó. Rồi mà dậy đi. Xong rồi. Ôi vai. Đẹp quá, quá xuất sắc luôn. Rồi mà dậy đi cưng. Dậy đi. Oh, sao cười hoài vậy? Không có vậy. Quay qua đây cho sáng hơn. Quay qua đây. Đẹp quá. Đó, đẹp chưa? Đẹp mà. Đẹp kìa. Đúng rồi, mới xong là nó vậy đó. Nó vậy đó. Sao nó to à? Không, mới xong nó vậy thôi. Trời, tự nhiên quá trời. Ừ, tự nhiên quá trời luôn mà nó. Cái này sao mà ra đường được? Trời ơi, nó cười chết rồi. Mới làm xong nó vậy đó. Ông Huỳnh đẹp lắm luôn á. Có nghĩa là hiểu không? Mới xong là nó như vậy. Đúng rồi. Nó ra nó tự nhiên lắm. Đó, nghe chị nói không? Đẹp đúng không vậy? Đẹp đúng không? Đẹp. Quá trời luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Nó cười luôn á. Quá đẹp luôn. Anh đâu mà chị làm vậy đúng không? Có đâu. Anh khùng quá. Ê, bằng chứng nào chị? Em có kêu chị không? Không có kêu đúng không? Nãy em thấy điều ấy mấy sợi đẹp lắm luôn á. Sao rồi anh nhìn ghê trời. Anh kêu mà chị làm đúng không? Không, không có. Anh đừng. Đầu mặt em suốt đời em không đó. Có. Hỏi mấy chị đi. Đẹp. Đẹp đó. Đẹp lắm. Quá trời đẹp. Em đẹp luôn á. Chứ mày phong thủy mà. Ừ, phong thủy á. Đẹp hết à. Phong thủy đó. Nó bong tróc ra nó đẹp lắm em ơi. Nhìn nó hơn hai con đĩa. Đẹp. Rồi ok đi về. Cái này không làm nó đẹp hơn á. Làm đẹp. Đẹp. Nhìn như trang như bắt hai con đĩa lên mặt rồi đó. Ôi đẹp mà trời. Anh đúng không? Anh vậy? Chỉ có anh thôi thiệt chứ. Không biết cái gì luôn á. Nãy giờ xì xào cười. Hỏi chị coi có làm không? Không, để nó làm. Em 5 ngày nữa bong chóc ra đẹp lắm. Nó cái này bong làm sao được, cái này nó
ở trên trán em thôi. Nó không có phải ở trên mày thì kể cả nó bong đi chăng nữa thì vết nó vẫn to như vậy à. Có đâu, rất đẹp, nó săn lại, nó chắc lại, nó teo lại. Nó teo xong như vậy tế bào chết vậy. Chuyên gia ta nói rồi mà cứ ngồi đó khóc la. Cho theo tỷ lệ vàng khuôn mặt em đấy. Rồi về chén được này chưa? Nó hợp với gương mặt của em. Về được chưa? Thôi trời. Quá đẹp. Không lẽ chứ cầm kéo cắt mẹ đi biến thịt chứ trời. Thì nó đúng cơ luôn đó. Không biết đẹp, không biết đẹp rồi đó. Ở trên mày là đẹp tự nhiên hot những năm 2020 đấy. Làm cách nào không biết giá đi. Em ăn vạ thêm không có bà đó. Quỷ không? Quỷ, một quỷ trời. Nhìn cho chị chứ. Trời ơi, chân mày này ra ngoài là người ta chầm trồ lắm á, đẹp lắm á. Mau đi, về đi, chị còn có khách nữa. Mau, đừng có nhây. Làm xong rồi xong chịu về. Tâm đi, về 7 ngày sau sẽ đẹp. Ừ, thiệt, đi, đi về. Đi về, mau đi, đừng có nhây. Xong chân mày xong không chịu về hả má. Đi. Không biết thế, không đi làm. Ông thiệt ghê. Ông kỳ trục. Ê, 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 ê. Mày ăn này về luôn hả? Bao đẹp thì ta nghĩ chị đẹp luôn. Đã nói là đẹp rồi mà cãi. Gọi đi về ra trước đi, ra trước đi. Đẹp quá trời. Đẹp quá trời. Đẹp quá trời. Rồi ra đi, ra đi. Về đi, về đi. Đẹp quá trời. Rồi đi thôi. A few moments later. Sao vậy? Sao vậy? Cái lúc em đi đúng hào hứng luôn. Giờ em làm cái gì mặt em chùm dầm vụ vậy? Quay quẹ nữa. Quay. Chân mày đẹp mà. Thì xíu hồi hỏi xù đi coi đẹp. Để mai em làm cho anh quỳ trên mày này nhớ. Trời ơi. Con này vui lắm là xù. Xù ơi xù. Hả? Trời ơi. Em cười ỉa. Quý đàn ơi. Anh coi nó kìa. Thì đẹp mà. Đẹp như vậy còn đói gì nữa. Tức kìa đâu á. Bây giờ sao mà em ra đường gặp ai đây. Lúc đầu em thấy chị khác đúng đẹp luôn á. Chân mày linh miêu. Má người ta khác thì người ta khác ở cái chỗ có lông thôi. Cái trên trán đéo lông đâu mà khác. Đó thôi rồi đó. Tao tức quá mà tao đực luôn đó mày. Mẹ đó. Chị nói á, có 7 ngày nữa là nó tróc là đẹp. Quen. Cái đẹp. Chân này nó cao, nó to như thế này, chóc như nào cho nó vừa. Về thì good. Chóc kể cả nó chóc đi ra chóc nữa thì nó vẫn to. Đẹp không chị thấy đẹp. Đẹp buồn quen. Đẹp không dùng, đẹp, đẹp 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 không dùng. Đẹp. Selfie đi, đẹp mà. Selfie đi, mau lên. Wow. Thôi chân mày thật là quyến rũ. Mở ra. Mở coi. Dọn dẹp cái nè, ăn uống nè, mau lên đi xong rồi chụp hình selfie đăng lên Facebook liền. Mở lên khoe coi. Ra đi. Ngày mai quay clip của mình luôn đi. Chơi mất chai. Ôi trời ơi. Kêu nhân viên người ta. Không có chân mày mà còn đẹp hơn á. Ủa, bả tự làm luôn, có ai kêu đâu, không có ai kêu ai hết trơn. Chân mày là cái đi theo mình suốt cả cuộc đời. Sống mấy chục năm cuộc đời, lần đầu tiên thấy cái chân mày đẹp như vậy đó hả? Đâu đâu cái vừa nữa. Ôi em đi từ từ nhá, em vừa đâu. Có chân mày rồi tự tử hoài luôn á, nó vô. Nó làm chân mày mà nó cứ nói là chị làm cho em đẹp đẹp nha. Chị mẫu là làm cho em đẹp ha. Là em tự tử luôn á. Anh thằng hợp cái chân mày mà cứ đòi tự tử hoài. Tên ơi. Nãy giờ em đi ra đường đó thôi. Người ta nhìn người ta coi kìa. Đẹp không sao? Mẹ chụp thấy đẹp không? Nó rõ ràng. Bây giờ nè, đây là cái chân mày mà em thấy đẹp nhất từ trước tới giờ. Bây giờ em muốn biết là đẹp hay không. Bây giờ em chụp hình em đăng lên Facebook đi. Xong cái đầu á, mấy đứa nó vô nó khen cho mà coi. Miếng luôn rồi. Coi em mà đang á. Ủa, tự nhiên cái nó xong chân mày, tự nhiên nó cái tự nhiên người ta nhìn nó, người ta cười vô mặt tôi. Ủa là sao? What the fuck? Trời ơi, mất dạy. Nhẹ. Có cái chân mày không khóc lóc nãy giờ em đi ra đường, ai cũng nhìn hết trơn, thấy không? Xong chân mày là phải ra đường, có nhiều người nhìn, hiểu không? Xong chân mày mà không ai nhìn thì sao gọi là đẹp, đúng không? Đúng không sự? Chân mày linh miêu đẹp muốn chết. Ồ. Mai làm em đưa anh đi làm cầm trên mày đi chăng em nhớ? Không, tôi không có điện.
hiểu như cô. Thế làm mà hứa chân mày đã bảo là xem cho người ta rồi thì xem rồi đó. Nhắc nhưng mà bao nhiêu lần rồi sao đi biết sao không? Coi nói cho nghe nè, có lúc mà bị đi đái á, xong cái chị đó chỉ xăm á, bị không biết gì hết trơn. Hai con đĩa trên cái trán đẹp muốn chết. Làm điểm nhấn đúng không? Má ra đường quá trời người ta nhìn luôn. Người ta nhìn mà trời ơi tao thấy lộng lẫy luôn á. Tao phải ngoắc tay lại chào với người ta vậy nè. Giống như hoa hậu hoa hậu đường cầu á, ở ngoài đường á. Đi phải ngoắc cái tay để chào hỏi mọi người á, hiểu không? Sao vậy? Biếu rồi, biếu rồi. Thôi, vô ngửa mặt đi ăn cơm nè. Thôi, ông ăn uống gì hết á. Mẹ ăn một mình mày đi. Anh trời ơi mày đi. Trời ơi, có chân mày mà khóc trời ơi. Không chịu ăn uống luôn hả? Định nhịn đói luôn hả? Định tự tử luôn hả? Tát cho mày vừa rồi. Chân mày đẹp vậy mà chê. Cái người xăm nó cũng hay chứ bộ. Vẽ y chang hai con đĩa trên cái trán luôn. Đúng rồi, nó lên đi, khoe đi. Ngồi vậy khoe nè. Trời ơi. Mẹ nó đạp sưng cái mũi tao luôn rồi nè. Mẹ mày tự nhiên không chửi cái con nhỏ mà nó xong mà tự nhiên chửi tao. Anh không kêu người ta làm sao người ta dám làm hết. Ôi trời ơi, lúc đó tao đi đái tao có biết cái gì đâu. Không, cái chân mày gì là đẹp mà nó chi tiết. Cho coi chập chân mày chung phong thủy rồi. Anh quên quen coi. Coi chập chân mày phong thủy rồi. Quên đi. Đẹp muốn xỉu luôn. Chân mày này mà lên phim cái là đạt giải Hollywood luôn á. Đúng vậy. Trời ơi, gì mà chơi. Chơi. Chụp hình đăng lên là triệu view luôn á. Đúng rồi. Chính xác. Mày nổi tiếng nè. Đi đấy người ta. Ăn đồ đẹp không? Ok các bạn ơi, thì cái màn trên của mình đã rất là thành công luôn nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ nó nằm nó ôm cặp chân mày, nó khóc, rồi nó không chịu ăn. Sao mà nó còn đòi tự tử nữa chứ? Có ai mà cái chân mày mà bị mình nói là bị mà nói chân mày đẹp như vậy mà nó còn chê không? Phải khóc la không chịu ăn uống nữa. Cho nó nằm nó khóc hoài luôn, nó khỏi ăn uống gì luôn, cho nó biết cái cảm giác đau đớn như thế nào. Để hồi bữa nó cho anh mình nó vui vẻ lắm. Mấy bạn có thấy bữa nay không, cái mặt của mình toàn là mọc không luôn, không có cái gì gọi là trang điểm make up gì ở đây luôn. Mình tức giả mang luôn, mình ghét, mình không thèm nói luôn. Thấy không, có đồ make up nó cũng chưa mua cho mình luôn, nên má tức khỏi nói luôn, cho nó khóc luôn. Nó càng đau khổ thì mình càng vui, cho nó nhịn đói luôn đi, khỏi ăn uống gì luôn.